Oklahoma, Rogue, Yuri, Dari, Zoganta, vâng, chúng ta cùng trở lại với trận đấu thứ 3 ở thể loại solo AC giữa chim sẻ đi nắng và dinosaur. Vâng, đây là chiếc S mới, có lẽ là chiếc S tiếp theo của dinosaur. Chiếc S đầu tiên anh đã đóng ở một cánh rừng thông, một chiếc S ở cánh rừng cọ và một chiếc S ở cánh rừng già. Có hai voi về nhà, bây giờ lại thêm hai voi nữa rồi. BB được thiết kế, một dân được cắt ra để câu voi. Anh câu về đâu đây? Có lẽ là câu về BS thôi. Ta thấy anh lập đội để mà chuẩn bị giết con voi này rồi. Omus, Oklahoma, Omus, Glory,
Vâng, trở lại với trận đấu. Đây là một trận đấu mà Dinosaur đánh rất nhiều dân. Vâng, nếu tôi không nhầm thì Dinosaur đánh với 28 dân sau đó mới lên đời. Bây giờ vẫn với phong cách đều của anh là sau khi lên đời nâng cấp bánh xe và sóc dân điên cuồng vẽ ruộng với 3S khá đẹp. Dinosaur đã bắt đầu xuất binh rồi. Vâng, điểm số cao hơn chim sẻ. Vâng, một cuộc đua thể lực giữa thần đồng AI Việt Nam và Dinosaur. Vâng, rõ ràng khủng long Việt thì rất khỏe. Còn chúng ta cùng chờ xem thể lực của chim sẻ điện năng sau những trận tập luyện với song long là như thế nào. Vâng, bắn e, bắn hai chiếc e, như vậy đã có điểm số cao hơn một chút rồi. Một con voi đai so không thèm ăn. Vâng, chạy thôi. Chim sẻ đang rất đông quân thủ nhà ở những trận đấu vừa qua. Vâng, cả ba trận đấu AC thì dường như chim sẻ và đai so không ai đánh bài dương a cả. Vâng, không ai đánh bài dương a để kết nghĩa đối thủ sớm mà đều là thi nhau phát triển tay to. Vâng, cái chuyện phát triển tay to thì cũng một phần phụ thuộc vào đẳng cấp của cả hai game thủ, một phần phụ thuộc vào cả quân và bài. Xin lỗi các bạn, là phụ thuộc vào bài. Quân thì chúng ta đang solo AC rồi. Vâng, phụ thuộc vào bài và địa thế nhà. Vâng, không được. Dinosaur vừa có một pha cho cung R vào để thám tính tình hình, nhưng có vẻ như điệp viên này không xuất sắc cho lắm. Vào cái là mất máu ngay. Vâng, trở thành thương binh hạng 1/4. Tổ quốc sẽ ghi công anh. Tiếp tục bắn vào những chiếc BE của chim sẻ đi nắng. Chim sẻ dường như trận này xây A ở hướng sai lầm. Vâng, sai lầm cũng phải thôi. Đây là một bài rất kín của chim sẻ. Tôi đoán là như vậy. Vâng, phải nói là rất kín. Vâng, bị lao vào móng gốc rồi. Hai tên cung R của Dinosaur đang lao thẳng vào bãi gỗ của chim sẻ đi nắng. Rõ ràng mất tay như thế này chim sẻ sẽ rất vất vả. Vâng, neutral luôn. Như vậy là dư đông kích tây. Dinosaur lao móng lốp bãi gỗ để bắt buộc chim sẻ phải kéo quân ra để đỡ nhà. Và cùng lúc đó Dinosaur lao thẳng vào nhà BA và neutral luôn nhà BA của chim sẻ đi nắng. Rất hay. Có vẻ như AC mới chính là thể loại sở trường của Dinosaur. Anh không hổ danh là một chàng trai đất cảng với khả năng đánh AC bá đạo. Vâng, vẫn còn đó những thao tác nhanh, vẫn còn đó những pha sóc quân đều, vẫn còn đó những, vâng, phải nói những thủ thuật đánh rất tinh vi. Dương đông kích tây. Vâng, ăn toàn bộ đạo ruộng của chim sẻ đi nắng. Rất nhiều dân làm ruộng chim sẻ nắng đã nằm xuống. Vâng, chim sẻ trên này nằm rồi. Tỷ số sẽ là 3-1 cho Dinosaur. Có lẽ là như vậy, không thể khác được. Mất khoảng chục con nông dân làm ruộng và khoảng 5 nông dân làm gỗ, 15 nông dân nằm xuống, không thể hồi nhanh như vậy được. Vâng, chim sẻ đổi nhà với Dinosaur. Một quyết định táo bạo.
Dinosaur đang kéo toàn bộ cung R. Vâng, kéo 3 phần 4 số cung R của mình về nhà để thủ nhà. Vâng, chim sẻ có 2-3, tỷ số là 3-1 cho Dinosaur. Sự trở lại của huyền thoại. Vâng, có vẻ như tôi dự đoán đều là nhầm. Giam đùm không phải, xe không phải, anh vẫn quyết tâm luyện AC. Quân sở trường.